Thiếu tá Trịnh Lan Phương chọn cái chết thay vì đầu hàng. Sáng 30 tháng 4 1975, sau khi Đại tướng Dương Văn Minh lên đài phát thanh Sài Gòn kêu gọi quân đội buông súng đầu hàng vô điều kiện, rất nhiều vị anh hùng của chúng ta chọn cái chết tại chỗ thay vì ra hàng với giặc. Thế giới đã biết đến những vị tướng lãnh miền Nam, tư lệnh những đại đơn vị đã tuẫn tiết khi nghe tin Sài Gòn thất thủ. Nhưng đã có biết bao nhiêu anh hùng vô danh lặng lẽ chọn cái chết về phần mình mà không hề ai biết đến. Thiếu tá Trịnh Lan Phương là một trường hợp như thế. Hoàn cảnh gia đình của ông mang những nghịch cảnh đau lòng trong chiến tranh. Gia đình bên ngoại ông là một đền chủ giàu có ở Tây Ninh, nhưng thân phụ ông lại là một chàng trai từ miền Bắc phiêu bạt vào Nam. Sau khi ông ra đời vài năm, thân phụ ông bỏ gia đình tập kết ra Bắc, gây phật lòng cho gia đình bên ngoại của ông, vốn có lập trường kiên quyết không chấp nhận chế độ cộng sản. Không được hỗ trợ của gia đình, cũng không biết tin tức của chồng, với đồng lương giáo viên ít ỏi, mẹ ông cần kiệm nuôi con khôn lớn với nỗi xót xa trong một hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ không chồng, con không cha. Năm 1964, chiến tranh tại miền Nam bùng phát dữ dội. Như hầu hết những thanh niên miền Nam, Trịnh Lan Phương tình nguyện nhập ngũ và ông chọn trường võ bị quốc gia Đà Lạt khóa 21. Ra trường vào cuối năm 1966, Thiếu úy Trịnh Lan Phương được phân phối chỉ huy một đơn vị biệt động quân tham chiến tại Đắc Tô, Tân Cảnh, Kon Tum. Tháng 12, 1966, ông được thăng trung úy và giữ chức đại đội trưởng. Từ tháng 7, 1968 cho đến tháng 4, 1975, ông được chuyển về phục vụ tại đội cận vệ phủ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 4, 1968, ông kết hôn với cô Huỳnh Thị Kim Hoa. Năm 1970, hai vợ chồng ông sinh con gái đầu lòng là Trịnh Thiên Hương. Để giúp đỡ thêm đồng lương với chồng, vợ ông mở thêm một tiệm sách báo nhỏ trong đường hẻm gần trường tiểu học Mạc Ti Nho. Tháng 3 1975, vợ chồng ông sinh thêm con trai là Trịnh Đức Huy. Đầu năm 1975, ông được vinh danh thiếu tá. Trưa 30 tháng 4 1975, sau lệnh đầu hàng của ông Dương Văn Minh, thiếu tá Trịnh Lan Phương từ phủ tổng thống trở về căn nhà nhỏ ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Bàn Cờ, quận 3. Trong tình trạng hỗn loạn của Sài Gòn, ai cũng kéo cánh cửa nhà, nín lặng chờ những biến cố mới. Sau bữa cơm trưa qua loa, ông ôm hôn hai đứa con và lặng lẽ leo lên căn gác nhỏ để nghỉ ngơi như thường lệ. Vào khoảng 3 giờ chiều, một tiếng nổ chát chúa vang lên trên căn gác nhỏ. Trong âm thanh hỗn tạp của một đô thị lớn như Sài Gòn, không ai để ý đến tiếng nổ ấy, nhưng gia đình Trịnh Lan Phương cảm thấy có sự bất thường. Người em trai vợ trước tiên, rồi chị ông, cả bà mẹ già tuôn lên căn gác, thì ông đã chết. Khẩu súng côn 45 ở trong tay, máu từ thái dương bên phải tuôn ra từng dòng. Ông được đưa vào bệnh viện Sài Gòn ngay sau đó để được bác sĩ khám nghiệm và ghi một dòng chữ kết luận: thương tích trên sọ do đạn. Giữa cảnh tên bay đạn lạc ngày ấy, ai còn để ý đến viên đạn nổ trong hộp sọ của một người lính tan hàng. Cả một quân đội hùng mạnh tan vỡ trong chốc lát, chí nguyện của người lính chưa thành. Hay hình ảnh người cha bên kia chiến tuyến đã quên mặt trở về như một kẻ xâm lược đắc thắng là nguyên nhân của viên đạn oan nghiệt cuối cùng. Trong thư của Trịnh Thiên Hương, con gái của ông gửi cho bạn bè ông có ghi lại: tự hào vì ba của mình, một người cha vĩ đại trong lòng cháu. Từ 5 tuổi, cháu đã mồ côi cha. Hình ảnh người cha trong tâm trí cháu là một người đàn ông,
đẹp trai, cao lớn, hiền lành, vui tính, yêu vợ thương con, sống chân thật với những người thân xung quanh và tình yêu đẹp thật lãng mạn của ba mẹ. Mở ngoặc, đây là những lời kể lại từ bà nội, bà ngoại và các dì của cháu, từ đó hình thành lên một hình ảnh người cha tuyệt vời trong tâm trí cháu, đóng ngoặc. Cháu không được nghe bất kỳ một lời nói nào của ba từ mẹ cháu cả. Ba cháu tự sát tại nhà ngay ngày 30 tháng 4 1975. Cháu vẫn còn bị ám ảnh mãi trong tâm trí mình những người cậu ôm ba từ trên gác xuống. Mẹ cháu, bà ngoại và mọi người thì gào khóc. Cháu không được nhìn thấy ba vì bị mọi người ôm cháu lại và che đi. Nhưng cháu vẫn nhớ hoài hình ảnh rối loạn chiều hôm đó. Sau đó thì cháu không gần mẹ cháu nữa. Thậm chí đứa em cháu Trịnh Đức Huy mới tròn 1 tháng tuổi cũng không được gần mẹ. Mẹ cháu lúc đó không còn bình thường nữa. Do cú sốc quá lớn, tinh thần không ổn định nên mẹ cháu đã bị khủng hoảng, không chịu đến gần chị em cháu. Kể từ đó cho đến bây giờ, cháu không bao giờ nghe mẹ nhắc về ba. Hai chị em cháu lớn khôn thành người nhờ sự chăm sóc nuôi dưỡng của ông bà ngoại và các dì. Bà nội cháu cũng đi tu sau khi an táng ba cháu. Hiện bây giờ chỉ còn mẹ cháu là người duy nhất biết về ba. Nhưng trí nhớ của mẹ cháu sau 42 năm từ khi ba mất đã không còn như xưa nữa. Cách đây 10 năm, mẹ cháu bị tai biến, xuất huyết não, hiện tại đang bị lệch nửa người, tinh thần không còn minh mẫn nữa. Vì vậy, cháu rất buồn và cảm thấy bất lực khi đi tìm thông tin về người cha yêu quý của mình. Ba cháu luôn luôn vẫn là một người tuyệt vời trong lòng cháu. Cháu luôn tự hào là đứa con gái ngoan của ba Lan Phương. Mừng vì gặp được các bạn bè, chiến hữu của ba, được nhìn thấy sự quan tâm của mọi người đối với ba, cháu rất cảm động về những điều tốt đẹp mà mọi người dành cho ba cháu. 42 năm trôi qua, hôm nay không khí nghẹn ngào của những ngày 30 tháng 4 tan tóc lại đến. Bà con chúng ta chết sông, chết biển vì phải bỏ đất nước ra đi. Anh em ta chết trong cảnh tù đầy trên chính quê hương của mình. Nhưng chính những anh hùng liệt nữ đã chọn cái chết hào hùng ngay trong giờ phút cuối cùng. Phải buông súng là những cái chết đời đời ngời sáng, rửa mặt cho nỗi nhục của quê hương.